Bữa nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người nha, một cái ổ vịt rất là lớn luôn mấy bạn. Từ nào trong đời mình mới thấy ổ vịt nhiều trứng vậy nè. Vịt này mình mua vịt mái mà mình thả ra ngoài đây nè, dưới nước này. Đây nè mấy bạn nhìn nè, cái ổ trứng khủng khiếp luôn, 30 trứng mấy bạn. Một mình nó đẻ đó. Đâu hết trơn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 trứng mấy bạn. Ủa sao nó mất 30 trứng? Ủa mất 2 trứng ta. Đã điểm 30 trứng luôn mà. Nó ngắt lông tơ của nó ra nó làm ổ mấy bạn. Khiếp chưa? Vô ổ đi. Vô ổ lại đi. Như đây ấp chắc không hết rồi. Khả năng ấp sẽ bị hư một số trứng nha. Vịt này mình mua ở ngoài chỗ bán vịt ăn thịt đó. Mình thấy mình mua ở đây con nè. Mình mua 2 con. Mình thả ở đây xong mới đi theo vịt trống của người ta. Nó hay ăn ở cái ao này nè. Xong lên đây đẻ. Mình nghĩ chắc cái này đẻ chung với đó 2 con hùng nhau để ké hay gì chứ. Một mình nó làm sao mà đẻ ra được 28 trứng trời. Rất là nghi. Anh này với anh đó hùng nhau đẻ nè. Rồi để mình đi kiếm coi có cậu ong nào ở đây không nha. Hôm qua mình bắt được ổ ong mặt trong nhà. Giờ đang kiếm ngoài đây. Dịch nó đi á. Cái khu vực này á, hôm bữa mình bơm cá mình bắt rồi nè. Được mấy cá thắt lát bự á, mình thả lại ngược ra đây các bạn. Mình không có ăn cá thắt lát, mình thả ngược lại cho nó lớn nha. Còn mấy cá tra bắt lên hết rồi. Cá rô phi cũng bắt lên hết rồi. Nhưng mà mùa này nắng quá, nước cũng cạn hụt rồi. Bữa cá thắt lát mình thấy chạy lú lưng luôn. Cái nước này á, mình bơm mình tưới rau bên kia nữa kìa. Cho nên nó lại nhanh hụt xuống nữa. Mới lục bình này mình hy vọng nó nhanh nở ra nha. Mùa mưa này xuống nó nhiều lên để mà mình cho cái đám heo rừng của mình ăn á. Ở chỗ mình bây giờ có kiến vàng rồi các bạn. Đây nè các bạn. Kiến vàng này nhiều lại rồi. Mùa này á mấy em đun nó tiễn dừa đi quá trời luôn bạn ơi, chết ráo à. Làm như trời nắng á cái dừa mình nó dừng phát triển á. Xong rồi con đun nó tấn công mạnh hơn. Cái này chết rồi nè. Hôm bữa trong cái hốc này á, mình với Hữu bắt ổ ong. Có mấy con quằn quằn đây em sợ có ổ nữa. Bắt nguyên cái ổ ông ấy trong đây nè. Ông vào vẽ trong hốc dừa đó nha. Xong đốt luôn. Rồi sợ nó chích. Bắt ngâm được bình rượu miếng à. Là cái ổ này á, là có người vô bắt trước rồi. Nói chung là cũng không có hỏi mình, cũng không có xin phép gì hết. Mà mình cũng không biết ai luôn. Mình vô mình thấy người ta đã đục lỗ bự ra vậy đó. Hồi đầu nó có lỗ nhỏ xíu ngay chỗ này à. Xong có người đục cái lỗ bự vậy nè để bắt nguyên ổ á. Rồi mình với Hữu ra thì còn sót lại mấy con à, bắt được khoảng 100 mấy con à. Không vô làm bình rượu luôn. Cái đàn heo mọi ở đây là mình bán rồi các bạn. Bán được 60.000 ký à. Tổng cộng 4 con mình bán được 5.4 triệu. Thì nói chung là lời được có 1.2 triệu giờ. Nói chung lời không nhiều mấy bạn. Còn đàn heo rừng của mình thì đang phát triển bình thường. Mùa này thì nước mưa bữa đó vô quậy hơi dơ. Giờ đó bụng mình đồ ăn. Hello. Hello. Cú. Cái mương này hôm bữa là nước nó muốn giật hết luôn các bạn. Mình mới bơm vô lại á. Tại mình có thả cá con á. Bơm vô lại cho nó sống. Tại vì còn mấy bữa trước có mấy con cò với lại dạ. Dạ thì nó rình ban đêm, cò rình ban ngày. Và nội cha nó hai thằng thay phiên nhau rình cái ao cá của mình. Còn cái ao bên kia thì cá trê với lại cá
cá hường á nó phát triển cũng ổn định nha. Đây mình đang bơm nước thêm vô ao cá trê nè, ao cá trê mình thả bên ao sen này chung với lại cá hường nha. Hai này nó sống chung mình thấy nó cũng hòa hợp đó. Mình hay bẫy mấy con chuột cống lan á, xong mình cắt ra mình quăng xuống cá trê ăn cũng nhanh lớn nha các bạn.